Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, đã có nhiều thương hiệu Việt vươn tầm quốc gia và vươn ra thị trường thế giới. Nhưng nhìn chung, việc tạo dựng thương hiệu vẫn là khâu yếu của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ hiện nay. Để thâm nhập được thị trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp của mình. Đến nay, hơn 90% người tiêu dùng đã quan tâm đến hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, trong đó hơn 60% khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng hàng Việt. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay, việc nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, nhất là thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm là rất quan trọng. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong nước mà còn hướng tới thị trường thế giới. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động kết nối cung cầu phải luôn được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động kết nối cung cầu còn nhiều tồn tại do cung cầu chưa gặp nhau. Nhiều đơn vị sản xuất hàng hóa gặp khó khăn trong quá trình đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại một cách bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ nông dân. Với Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương để tổ chức ra những cái điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi tự hàng Việt Nam ở các tỉnh thành phố và đặc biệt tập trung vào các vùng sâu vùng xa, nơi mà đồng bào còn đang khó tiếp cận với những mặt hàng thiết yếu, thì để đưa tới đó những cái mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống của người dân là những hàng hóa có thương hiệu và gắn trên đó là logo về điểm bán hàng với tên gọi tự hàng Việt Nam và có sự bảo trợ của Sở Công Thương các tỉnh thành phố để lực lượng quản lý thị trường sẽ thường xuyên qua lại kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, về chất lượng hàng hóa, về giá cả, bảo đảm tuân thủ các quy định của nhà nước. Và bên cạnh đó là những cái giải pháp rất quan trọng nằm trong những chương trình đề án để có thể quảng bá tôn vinh được hàng Việt Nam có thương hiệu Việt cũng như là các hàng Việt Nam mà được sản xuất trên đất nước Việt Nam. Có thể nói sau một thời gian đồng hành cùng các nhà sản xuất Việt Nam trong việc là xuất khẩu hàng Việt ra thế giới thì chúng tôi thấy rằng là những cái doanh nghiệp sản xuất Việt Nam chưa xây dựng được những cái thương hiệu cũng như là chưa quan tâm đến việc đăng ký cái bản quyền sở hữu trí tuệ và chỉ dẫn địa lý để làm sao khẳng định được cái chủ quyền cũng như là những cái sự đặc sắc của sản phẩm của mình với thị trường. Đặc biệt là bao bì mẫu mã thì chúng ta cũng chưa có quan tâm nhiều để xây dựng những quy chuẩn quốc tế. Đấy, và đặc biệt là chúng ta cũng chưa quan tâm đến cái việc mà bảo quản sau thu hoạch. Có thể nói rằng là những cái thị trường mà khắt khe, nhập khẩu khắt khe như là châu Âu, Hoa Kỳ hay là Nhật Bản thì họ yêu cầu về cái việc là bảo quản chất lượng sau thu hoạch là rất là cao. Và hiện nay thì hầu hết các nhà sản xuất Việt Nam, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, những hộ trang trại, hộ người nông dân thì chưa có điều kiện cũng như là chưa quan tâm thích đáng đến cái việc là công nghệ sau thu hoạch. Bên cạnh việc các doanh nghiệp chủ động trong xây dựng thương hiệu, trong nâng cao chất lượng hàng hóa thì việc đầu tư hệ thống chợ nông thôn, đẩy mạnh đưa hàng về nông thôn cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu. Để phát triển với cái chợ sâu vùng xa rất hiệu quả, cái thiết thực cho bà con, tạo ra cái chỗ không những là giao thương hàng hóa một phần giao thương mà phát triển cả văn hóa, cả về cái văn hóa dân tộc của các vùng miền. Tôi khá đồng ý là Bộ Thương chúng ta cố gắng làm sao tham mưu cùng Mặt trận Tổ quốc tiếng nói chung thì chính phủ nên dành ra một cái kinh phí nhất định, đặc biệt là các cái tỉnh vùng sâu vùng xa để đẩy mạnh, rất có hiệu quả. Theo các chuyên gia, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có cải thiện trong xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, hơn 90% doanh nghiệp ở Việt Nam là vừa và nhỏ. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu vấp phải không ít khó khăn. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa có ý thức mạnh mẽ trong việc xây dựng cũng như bảo vệ thương hiệu của mình. Vì thế, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt thường kém cạnh tranh so với các thương hiệu nước ngoài ngay trên chính sân nhà. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước, trong bối cảnh hàng nhái, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ khá phổ biến, không có cách nào khác là doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng thương hiệu của mình để cạnh tranh, tổ chức các kênh phân phối hàng Việt hiệu quả.